Hello, xin chào anh em. Trên tay mình đây đang là Final Edition của nhà Latafa và nó là clone của YSLY EDP. Có thể nói rằng hiện tại ở trên thị trường thì đặc biệt là thị trường Việt Nam thì YSLY EDP là một trong những mùi hương quốc dân dành cho các bạn trẻ. Thậm chí là giò trắng cũng như là những cái mùi Eros nó còn không nổi bằng em này. Một phần là vì mùi hương trẻ trung bám tỏa tốt, lại đến từ một cái thương hiệu cũng khá là ok. Các thu nhập các bạn trẻ bây giờ cũng dễ dàng mua được một chai nước hoa YSLY, có thể là mua gốc, có thể là mua full. Nhưng nếu như có lựa chọn rẻ hơn thì chúng ta có nên cân nhắc không? Thì đó là cái câu chuyện về Final Edition của nhà Latafa. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về em nó. Bắt đầu nhá. Trước khi đến với video này thì mình đã có một review một con cũng được nói rằng clone của YSLY EDP. Thì video nó có thể hiện ở đây. Cá nhân mình đánh giá con đó thì mùi dày hơn hẳn và cảm giác là nó mất đi sự đa dụng so với cái mùi của YSLY EDP. Mặc dù cái hướng làm nó vẫn như vậy nhưng mà nó dày hơn nên là nó mất đi sự đa dụng. Em này thì các bạn có thể nhìn thấy là nó thiết kế nó cũng đỡ màu mè hơn so với em kia. Đây, các bạn có thể nhìn thấy rất là đơn giản thôi. Tất nhiên là chữ thì vẫn là những anh chữ kiểu loằng ngoằng run rế thôi. Ở dưới thì ghi là Final Edition, phiên bản EDP. Và cái phần nắp thì vẫn là những cái rất là đặc trưng của những nhà Latafa. Đó, nắp này thì là nắp nhựa và nó rất rất nhẹ. Các bạn có thể kiểu đỡ một ngón tay này, nó chả có cảm giác gì, như một tờ giấy vậy, rất là nhẹ. Còn về thiết kế phần chai thì các bạn làm nhìn là nó đen, nhưng các bạn vẫn có thể nhìn sâu vào trong nếu mà để dánh đèn này. Rất dễ dàng theo dõi lượng dui ở trong cũng như là màu như thế nào. Ở đây mình sẽ xịt luôn hai phát ra tay. Tại vì nó thật là mùi em này thì nó không gây cảm giác khó chịu lắm. Về cái vòi xịt thì ở mức gọi là tạm chấp nhận được. Đấy nhá, vừa xịt ra đây rồi nhá. Thì tôi sẽ xịt em YSLY EDP này sang bên này. Ở em này thì các bạn nhận thấy một cái vai mùi táo, xong rồi ngửi nó khá là juicy đến từ gừng. Và mình thấy rằng là nó khá là mát. Tất nhiên là nó vẫn có một cái bay ngọt đằng sau của xô và các nốt hương nặng hơn ở phía dưới. Nhưng mà ở ban đầu thì thực sự là cái top nốt của YSLY EDP nó làm cái rất là ăn tiền dành cho những bạn trẻ. Đặc biệt là về cái thời tiết mà kiểu trời kiểu se se, hơi hơi lạnh một xíu thôi, hoặc là những ngày không quá nắng nóng. Còn với phiên bản bên này thì các bạn nhận thấy rằng là mùi nó không có cái nét quá là juicy. Tại vì mình cảm thấy rằng là cái nét gừng ở trong YSLY EDP nó được blend khá là mượt, kết hợp cùng táo, nó tạo lên một cảm giác rất là dễ chịu. Còn sang bên này thì mình nhận thấy rằng là nó có cái xu hướng kiểu mùi của xô kiểu cỏ cỏ, ngọt ngọt nhiều hơn kết hợp cùng với táo. Thì đấy là cái sự hai sự khác biệt. Và cái mùi hương này thì nó như kiểu là em YSLY EDP đã dry down hoặc là xịt trước đấy khoảng tầm 15 đến 20 phút, nó cũng không biến chuyển. Có nghĩa là mùi hương của em này nó ở trên da như thế nào từ đầu thì về sau nó cứ ngọt nhẹ 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 và nó biến mất. Đấy là một cái điều khá đặc biệt để tí nữa mình có thể so sánh hai con Latafa với nhau. Nói thật là để dành nhiều thời gian để tả về Final Edition của nhà Latafa thì có lẽ là không có quá nhiều từ để nói, nên là mình sẽ chuyển ngay sang cái phần là độ lưu hương cũng như là độ tỏa hương. Thì mùi hương này ở trên da mình nó lưu được khoảng tầm loanh quanh tầm 5 tiếng đồng hồ. Đây là một cái con số khá hạn chế và có phần hơi đặt dấu hỏi cho những sản phẩm của nhà Latafa, đặc biệt là những anh chàng đến từ Trung Đông. Thì các bạn biết rằng là những anh chàng Trung Đông thì thường có xu hướng bám tỏa rất tốt, nhưng mà với cái phiên bản Final Edition này thì nó lại là một câu hỏi khá lớn là tại sao lại như vậy. Còn về độ tỏa hương thì nó cũng kém hơn so với những cái sản phẩm của nhà Latafa mình đã từng trải nghiệm. Ví dụ như là con Latafa clone trước đây mình đã làm, hay là con Latafa Kama là phiên bản clone của gọi là clone của Engelse thì cũng như vậy. Đó, là bản này nó cảm giác kiểu nó tỏa tầm nửa cánh tay quay đầu và nó rất nhanh thôi. Tầm 3 tiếng là các bạn nhận thấy là mùi skin scent rồi. Thì đây là một cái mà mình thấy rằng là nhà Latafa cảm giác họ đang cố gắng đẻ thêm ra em này để có thể giải quyết cái vấn đề là em kia bị dày mùi quá. Còn với YSLY EDP thì lưu rất tốt, 6-7 tiếng và tỏa vô cùng tốt. Đây, hai con thì bây giờ nó đã xem nhau rồi, nhưng mà hiện tại thì con
Wideo YDP nó vẫn dày mùi hơn so với cái này, chắc là khoảng tầm gấp đôi, khoảng khoảng như vậy. Về cái phần phong cách thì các bạn có thể xem lại cái video của về Wideo YDP đã làm rồi, hai con phong cách nó y hệt nhau. Tại vì là clone mùi nên mình không muốn nói nhiều về phần phong cách nữa, mà mình sẽ đi tiếp tới một cái phần đó là có nên mua hay không. Trên quan điểm cá nhân của mình, thực ra con này nó hiện tại thì mình xem tại bên Blanc thì nó có giá dưới 1 triệu đồng. Và Wideo YDP thì lúc nào cũng giá trên 2 triệu. Đây là một bài toán có thể nói là gần như gấp đôi. Và nếu như chúng ta không có nhiều tiền thì trên thị trường hiện tại đang có 3 con mùi giống với Wideo YDP là con này. Một con Larafa trước đây mình đã review hình đây. Và một con nữa đó là con Dynic. Thì nếu như các bạn muốn tìm một chai nước hoa để các bạn có thể hình dung được mùi của Wideo YDP thì câu trả lời của mình đó là Dynic, một chai nước hoa có dung tích có thể gọi là lạ nhất, và cái mùi hương nó cũng có nét giống với Wideo YDP, là một cái lựa chọn tốt để các bạn có thể mua để trải nghiệm và hình dung đó. Còn với cái phiên bản Final Edition này thì nó có thiên hướng thuần hè hẳn luôn. Nếu như những cái ngày hè nắng nóng thì mình nghĩ rằng là con Final Edition này các bạn xịt rất ok. Kể cả cái tầm trên 35 độ các bạn vẫn có thể xịt được con này, nếu mà các bạn vẫn thích một cái bay mùi nó hơi ngọt nhẹ một tí, trẻ trung, và các bạn mặc có thể là quần jean, áo phông, phủng các thứ, các bạn đi làm những môi trường nó năng động, nó dành cho thế hệ Gen Z, Gen Z kiểu như vậy, thì con này là một con ok. Nhưng mà các bạn cần lưu ý về cái độ bám tỏa như mình đã vừa nói. Còn nếu như mà các bạn thích cái màu sắc của Wideo YDP thì khuyên các bạn nên mua cái phiên bản Latafa trước đây mình đã review. Tại vì con đấy nó sẽ dùng vào mùa đông và nó có độ bám tỏa tốt, mùi nó ngọt hơn. Và như mình nói đó là tại sao Wideo YDP lại hot ở thị trường Việt Nam, tại vì nó có thể dùng được những ngày đông, nó cũng có thể dùng được những ngày hè, nhưng mà nó không thực sự quá tốt. Thì cái nhà Latafa này nó ra hai con, và hai con đấy nó sẽ chủ đích vào hai cái thời điểm, target vào hai thời điểm luôn, đó là mùa đông và mùa hè. Thế nên nếu như đang cần một phiên bản clone, hoặc là các bạn cần cái mùi giống với Wideo YDP, và cái số tiền mà các bạn bỏ ra mua này thì các bạn có thể mua được hai con của nhà Latafa, các bạn xài vào hai dịp, hai mùa cụ thể luôn thì nó sẽ tốt nhất. Còn nếu mà em này nói thật là các bạn, nếu mà các bạn mua vào mùa đông Hà Nội, con này nó thật là mình có cảm giác là đã lạnh rồi mà lại còn uống nước đá vậy. Còn với mùa hè thì nó lại cảm giác trên 35 độ thì nó rất là ngột, là mệt. Thế nên cái việc mà các bạn lựa chọn như thế nào thì hy vọng là những cái điều mình đã chia sẻ ở đây các bạn có thể dễ dàng mà các bạn có thể đưa ra được cái quyết định tốt nhất cho các bạn, phù hợp với túi tiền cũng như là về cái mục đích của các bạn. Còn mùi hương của em này không có gì phải bàn. Còn tất cả những cái phiên bản clone hiện tại mình chưa thấy phiên bản nào là clone giống nhất, nhưng mà nó cũng đã có một cái nét nào đó và đã phù hợp vào một cái hoàn cảnh cụ thể rồi. Và đó là trải nghiệm của mình về Latafa Final Edition, một trong những lựa chọn mình nghĩ rằng là các bạn ở trong môi trường, thứ nhất là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội những ngày nắng nóng, mà các bạn muốn mang cái màu sắc của Wideo YDP dễ chịu hơn một xíu và nó giá rẻ hơn, thì đây là một trong những lựa chọn như vậy các bạn có thể tham khảo. Và nếu như các bạn có những cái lựa chọn nào, hoặc là các bạn muốn mình review những cái con clone nào thì hãy cứ bình luận ở phía dưới. Đợt tới thì sẽ làm lại những cái con clone nổi tiếng, những chai nước hoa nổi tiếng để có thể cảm nhận, và cũng sẽ so sánh cái bản mới cũng như bản cũ. Hy vọng các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ video của mình trên nền tảng YouTube. Và xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye.